Nội dung xin chào khán giả của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Một số thành viên Quốc hội không đủ trả tiền mướn nhà Washington và ngủ trong văn phòng làm việc. Một phụ nữ ở Texas bị tù 20 năm vì để hai đứa con chết trong xe. Và bác sĩ riêng Tổng thống Trump nói rằng ông Trump chỉ đạo cho ông này viết cái hồ sơ sức khỏe hồi năm 2015. Chuyện đó ra sao? Thưa quý vị, hiện nay có một số thành viên Quốc hội ngủ ở trong văn phòng. Lý do họ nói rằng cái giá nhà ở Washington DC quá cao, họ mướn, họ trả không nổi. Lương của chúng tôi chỉ có 174.000 một năm mà bây giờ mướn một căn nhà ở tại Washington DC để ở, để mà làm việc thì quá quá đắt. Thành ra một số vị này mang nào là nệm hơi này, nào nệm sleeping bag này, rồi mang cả đồ ăn ở trong văn phòng Quốc hội. À, họ nói rằng là cái này chỉ có triệu phú mới ở nổi thôi, bởi vì những vị dân biểu này nhà ở xa đó, mà bây giờ nếu mà đi đi về hàng ngày thì đi chịu không nổi đó. Còn bây giờ mướn apartment ở Washington DC đắt quá đó. Mà trong số này không phải là ai xa xôi gì, có những người là rất là nổi tiếng, những người là lãnh đạo Quốc hội, là ví dụ như ông Paul Ryan là ông chủ tịch hạ viện của Mỹ, ông này đảng Cộng hòa tiểu bang Wisconsin, hay là ông dân biểu Kevin McCarthy Cộng hòa California, ông này lãnh tụ phe đa số của hạ viện, hay là các dân biểu New York chẳng hạn như là ông Donovan, ông Greg Mitch, ông Gregory Mitch dân chủ New York, ông Lee Zeldin Cộng hòa New York, ông John Katko Cộng hòa New York và ông Brian Hitchens dân chủ New York. Thì quý vị này bảo là bây giờ đắt quá tôi chịu không nổi, thì tôi ở trong đó luôn. Nhưng một số dân biểu khác là không đồng ý, họ bảo là quý ở như vậy nó dơ giấy, không có khỏe mạnh, và nó làm mất cái uy tín của Quốc hội đi. Một số vị dân biểu bây giờ đang đề nghị đưa ra cái luật là cấm mấy ông này ngủ trong này, nhưng mà chắc là khó lòng. Lương mấy ông này thì có 174.000 một năm thôi, mà ông bảo là như vậy chúng tôi chịu không nổi. Thì so với các tiểu bang khác á, chẳng hạn như California hay là Texas, Texas đó thì ta đi họp các dân cử tiểu bang khác á, ở địa phương á, họ có tiền per diem, tức là tiền ngày đi họp, ví dụ như Texas 190 đô la một ngày đi họp. Nhưng mà bên Texas không có họp nhiều, năm họp chỉ vài lần thôi. Anh California là nhiều nhất, 185 đồng một ngày, ít hơn 5 đô la. Nhưng mà một năm anh California, các vị dân cử California một năm họ họp khoảng 150 ngày, từ 100 ngày tới 150 ngày. Và cái tiền nó không phải đóng thuế, thì họ có tiền họ có thể là trả tiền nhà, trả tiền các thứ khác được. Thành thử ra liên bang nó không có tiền per diem, đó là cái lý do mà các vị dân biểu này ngủ ở trong phòng là như thế. Ngày hôm thứ hai ở bên tiểu bang Texas có một phụ nữ tên là Cynthia Mary Randolph, 25 tuổi, bị tù 20 năm. Lý do là vào tháng 5 năm 2017, cô này đã để hai đứa con chết trong xe. Theo những điều tra cho biết, cô chở hai đứa con về nhà, xong cô mới kêu nó xuống. Hai đứa không chịu xuống, cô bảo không xuống à, tao nhốt mày nó luôn, trừng phạt tụi bay. Cô để ông đó, nhưng mà cô sợ tụi nó bước ra ngoài, cô mới lóc cửa luôn. Lóc cửa lắm, xong cô vào nhà. Cô vào nhà, cô hút cần sa. Hút cần sa xong, xong rồi cô coi cái chương trình Keeping Up With The Kardashians, xong ngủ quên luôn 3 giờ đồng hồ. Rồi lúc ra hai đứa con là bất động. À, cô bắt đập cửa kính. À, đập cửa kính để ngụy tạo bảo là có người, cái là đập cửa kính xe làm hại con cô. Nhưng mà cảnh sát sau khi họ coi, họ nói là cái này là để trong xe. Và như vậy là cô ngày ra tòa ngày hôm thứ hai. Hai đứa con còn trẻ lắm, đứa 2 tuổi, đứa 16 tháng tuổi, đứa trai đứa gái rất dễ thương. Thì bây giờ cô bị 20 năm tù. Thì người ta không biết là tại vì cô hút cần sa rồi phê quá quên, hay là vì cô về sắp sửa tới cái giờ coi cái show của Kardashian rồi vội vã phải vào coi nên bắt hai đứa nhỏ xuống. Mà hai đứa nhỏ con nít quý vị biết trong lèn lèn đâu chịu xuống liền. Thành thử ra là cô bực quá, cô mới bảo là trừng phạt chúng mày, để cho mày ở trong đó. Rồi liên quan đến Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, ngày hôm qua ông bác sĩ Harold Bornstein từng làm bác sĩ cho ông Trump trong 36 năm trước khi ông Trump làm Tổng thống. Thì năm 2015 quý vị nhớ ông có đưa ra cái hồ sơ sức khỏe của Tổng thống Trump. Và ông nói rằng là hồ sơ sức khỏe rất là tốt, cho nó đọc cái gì cũng perfect. Và ông nói nếu ông Trump được bầu làm Tổng thống thì ông sẽ là Tổng thống khỏe nhất, có sức khỏe tốt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hồi đó người ta nghi đó, người ta hỏi ông bảo ai viết, ông bảo chính tôi viết cho ai. Thì bây giờ ông mới tiết lộ ra rằng là ông viết nhưng mà dưới sự chỉ đạo ông Trump. Và ông kể cái ngày cuối cùng á, hai vợ chồng lái xe ở Central Park ở New York á, ông Trump gọi phải cho cái này vô, cho kia vô, phải viết cho ngon. Thì ông này cũng có nói là có một số cái ông không thể viết được, nhưng mà cuối cùng bắt ông viết. Và 4 giờ sáng thì người của ông Trump đến lấy cái hồ sơ sức khỏe đi, và cái đó là cái ông tung ra trong cuộc vận động đó. Thì ông nói cái chuyện này là bởi vì sao? Bây giờ ông mới tiết lộ thêm chuyện đó là hồi tháng 3 năm 2017 có 3 người, trong đó có ông Kissler dẫn hai luật sư, năm hai luật sư kia ông viết đến văn phòng của ông mà không có hẹn trước, vào lấy hết hồ sơ bệnh án, hồ sơ sức khỏe của ông Trump mang đi. Thì ông bác sĩ Bornstein cho rằng đây là một vụ bố ráp, rất là buồn. Ông mới kể rằng là họ vô họ lấy,
sau khi ông tiết lộ là ông đã từng là cho ta thuốc trong Trump là mọc tóc. À thì không biết có phải vì vậy ông mới vô lấy hết hồ sơ đi. Ông Kissinger đó là ông rất đặc biệt. Ông này ngày xưa làm cảnh sát ở New York, sau này nghỉ hưu và được ông Trump mướn ra làm bảo vệ riêng cho mình, cận vệ riêng mình, và lúc nào đi đâu cũng đi cạnh ông Trump, và tất cả những ai muốn gặp ông Trump đều qua ông này. Rồi sau khi ông Trump vào làm tổng thống, ông này được bổ nhiệm làm gì? Giám đốc phòng bầu dục, à, tức là những ai ngay cả vợ ông Trump, con ông Trump muốn gặp ông Trump đều qua ông này. Thì ông này là lúc đó có lựa làm cho ông Trump lương hơn 200.000 năm, nhưng mà vô tài ốc thì cái mức lương nó chỉ có trăm mấy thôi. Nhưng mà khi ông John Kelly đang là bộ trưởng bộ nội an được chuyển vào làm tránh văn phòng ốc á, thì ông John Kelly bảo bây giờ ông Schuller không được làm chuyện đó, mà tôi mới là người làm, nó tất cả ngày muốn gặp tổng thống của khóa tôi, ngay cả con tổng thống luôn. Thì ông Schuller ông nghỉ, giờ không biết ai chỉ đạo cho cái chuyện này rồi đi đến văn phòng để lấy cái hồ sơ, chúng ta không biết. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới.